Hello. Hello. Yes, long time no see. Yes. Where are you now? Đà Nẵng City. Beautiful. Now, it's not hot. It's not too hard. Not yet. Okay, I don't know why, but hey, it's really hard right now. So, what are you doing today? I'm resting in my room. Just resting in your room. Okay, that's a good idea. Maybe. Okay, so now let's get back to our lesson. Rồi hôm nay thì chúng ta sẽ ôn lại một vài từ vựng về cái chủ đề xe. Bữa trước chúng ta đã học. So first one, repeat after me. Headlight. Headlight. Engine. Engine. Là cái bộ phận. Động cơ. Tiếp theo hood là hood. Cái nắp xe chứ. Đúng rồi. Next, windshield wiper. Windshield wiper. Cái cạc cạc mưa. Next, cái kính chắn gió của xe người ta sẽ gọi là windshield. Yes, Next, sunroof. sunroof. Trunk. Cái máy. No, no, trunk. Sunroof là cái máy có thể gỡ ra làm sao mình trunk. Next, trunk Trunk. là cái Cốp xe. Next, tail light. Cho là đèn sau Next, đèn lùi Turn signal cho xin là đèn xin anh light. Bumper. Bumper. Next, tire. âm Cái nhún đó. Cái đệm để nhún làm giảm xốc xe. Next, time. chai lốp xe Time. bạn áo bị bánh xe Next, side view sai những chiếc họa mirror. Window. cửa sổ Door. cánh cửa Exactly. Okay, next move to interior, những cái bộ phận bên trong. First one, to be steering wheel. steering Next, wheel horn. vô Còi, kèn. lăng Dashboard. rồi dashboard đã Gas. điều khiển Gas pedal. bằng đạp ga Để mà tức là tăng tốc lên á. Brake pedal. phanh Clutch. lợn Clutch này là cái gì ta? subscribe
Liver là cái gì? Next, gear Rear shift. Rear view mirror. view Seat belt. mirror. Rồi, rear view mirror là cái gương mà để đó, để mình nhìn đằng sau đó, sau trong xe. Okay. Yes. John, Your thì emergency. emergency brake, phanh gấp. Emergency là trong trường hợp gấp rút. Brake là phanh, để phanh gấp. Yes. Emergency brake. Ok, rồi, cái thì quá khứ tiếp diễn. How to use that? Tả hình ảnh đang tiếp tục diễn ra trong đó chứ. Yeah. Không, tức là không phải đang tiếp tục diễn ra trong quá khứ mà đang xảy ra trong quá khứ tại một thời điểm phải xác định. Vậy tại một thời điểm xác định nha, ví dụ như 10 giờ tối qua hoặc là một cái thời điểm nào đó xác định trong quá khứ, nó phải xác định. Nếu như mà nó hôm qua thôi thì nó không xác định thì không có xài cái thì này được. Đấy. Yes. Rồi bây giờ mình thử quay lại mình làm cái bài này. Hôm trước mình làm nhưng mà sai khá là nhiều. Giờ mình thử quay lại xem. I had an accident yesterday. I was Yeah. driving slowly and I'm sure I was paying attention. But I was waiting for a phone call. When the phone rang, I answered. Answer there. I answered it. Suddenly, the car in front of me stopped, and I hit it. I certainly learned my lesson. Luckily, I was asleep. I was speeding when I had the accident. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với bài mới. Describe a car problem. Describe a car problem có nghĩa là miêu tả cái tình trạng xe ô tô. Rồi thì ở đây chúng ta có turn on. Turn on tức là mình khởi động máy, mình bật lên. Turn off là mình tắt máy, tắt đi. Next, pick up là ví dụ như mình thuê xe đi. Mình thuê xe thì mình đến cái tiệm cho thuê đó. Mình lấy cái chìa khóa để mình lấy xe. Người ta sẽ gọi đấy là pick up. Đúng không? Tiếp theo, fill up. Fill up là chúng ta đổ xăng. Chúng ta đổ đầy cái bình. Người ta gọi là fill up. Drop up là chúng ta trả xe. Okay. So now, please complete the sentence with the two part of expressive verb, please. Wait Yeah. me. Rồi, cái trên môn nữa.
I'm sorry. Yes, okay. The car's almost out of gas. Let's go in here so I can fuel it. Fell it up. Chúng ta có thể đặt Fairly. cái danh từ ở giữa cái cụm từ fell it up. Ví dụ giống như chúng ta nói đón con thì chúng ta có thể nói là pick children up, đúng không ạ? Đấy. Yes. I can fill it up. Yeah. It's raining. I can turn on the Turn the windshield windshield. wiper. Turn the windshield wiper on. Tách hai cái từ này ra và để cái danh từ vào giữa. Turn the windshield wiper on. I can turn the windshield Windshield. wipers on. Windshield wiper. They Windshield. aren't working. Yeah. Cái từ này chúng ta không đọc là windshield nha, phải là windshield wiper. Windshield. Yeah. Can I use your car this afternoon? I can. I can drop it off at 3:30 if you don't need it then. If you don't need it then thì mình phải drop off làm gì? Mình phải gì? Phải pick up chứ. Mình có thể đến lấy xe tại lúc 3:30 nếu như bạn không cần nó. I can pick it up at 3:30. If you don't need it, then Yeah. we have to return the rental car before 6 o'clock. Let's pick it up early at the airport and get something to eat, okay? Mình cái này mình là chúng ta phải trả cái xe trước 6 giờ. Hãy trả sớm tại sân bay và ăn cái gì đấy. Chúng ta phải trả chứ, chúng ta phải trả chứ sao mình cũng pick up làm gì nữa. Right. Chúng ta phải, tức là cái câu đầu tiên này chúng ta phải trả xe trước 6 giờ. Hãy trả nó sớm tại sân bay và ăn cái gì đấy. Yes. So câu 3 là I can. Pick it up. Câu 3 là Take pick it. it up. And four is drop is off. Drop it off. Yes. Okay, number five. I can turn off. Turn. I can turn the air conditioning off. It's freezing in here. Okay, very good. So now, chúng ta sẽ học về vị trí của những cái từ trong cái facial verb này, trong cụm động từ. Một cái cụm động từ sẽ bao gồm một cái động từ và một cái giới từ đi kèm với nó và nó mang cái nghĩa khác nhau. Ok, ví dụ như là turn cộng với on thì nó sẽ mang cái nghĩa là start machine. Có rất là nhiều những cái cụm động từ như thế này. Đấy. Và có rất là nhiều những cái cụm động từ họ có thể tách ra. Tức là những cái từ trên là mình vừa mới lúc nãy là mình có thể tách ra đấy. Ví dụ turn on, mình có thể là turn it on, là
turn it off, đó mình chèn cái danh từ vào giữa. Ok, có nghĩa là sao? Tức là mình có thể đặt cái tính, mình có thể đặt cái danh từ ở giữa turn hoặc on, hoặc mình có thể đặt sau turn on cũng được. Ví dụ turn it on hoặc là turn on it, turn the air conditioner on hoặc là turn on the air conditioner, nó đều ok. Tức là nó có thể tách ra hoặc không tách ra cũng được. Thì đó là lúc nãy mình mới nói cái từ turn on. Tuy nhiên thì ở đây họ còn nhấn mạnh này, đối với những cái từ, những cái động cụm động từ mà nó có thể tách ra ấy, thì cái it, tức là cái pronoun ấy, nó phải đi sau cái giới từ. Tức là đây mình thấy này, I will drop it off, thì mình không thể nói là I will drop off it được, đúng không ạ? Hoặc là I will fill them up, chứ không thể là I will fill up them. Ok, pick us up hoặc là không pick up us. Ok, biết turn on, turn off thì ta có thể ví dụ như là turn off the air conditioner hoặc turn on the air conditioner, đó là trong speaking chúng ta nói được. Speaking ok. Tuy nhiên thì trong cái văn viết thì chúng ta vẫn nên để cái danh từ ở giữa, turn the air conditioner on, turn the air conditioner off. Ok. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có pronunciation. Ngày mai chúng ta sẽ nghe ha. Read and listen. One. I'd like to pick up my car. Okay, what time can you pick? Read and listen to someone describing a car problem. I'm dropping off my car. With Listen again and repeat. Read and listen to someone describing a car problem. I'm dropping off my car. Was everything okay? Well, actually, the windshield wipers aren't working. I'm sorry to hear that. Any other problems? No, that's it. Is the gas tank full? Yes, I just filled it up. Listen again and repeat. Then practice the... Read and listen. One. I'd like to pick up my car. Read and listen to a conversation about a car accident. I had an accident. Listen again and repeat. Listen and repeat. Read and listen. One. A full-size sedan. Read and listen to someone. Rồi, sao nghe ở đây có nó vậy? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào đây. Người ta nói stress change when the object pronoun come before the particle. Tức là sao? Đại từ tân ngữ, tức là khi mà đại từ tân ngữ đi sau cái giới từ thì cái stress, tức là cái âm nhấn nó sẽ thay đổi. Mình nhìn này, nếu như một câu này. Đây ví dụ như là nếu như mà cái đa đây mình thấy là cái đa cái đại từ tân ngữ nó đi sau cả
nó đi sau cái particle đúng không? Tức là nó go after đó. Đây là nó come before là khác này, nhưng mà đây là nó đang đứng after đúng không? Thì chúng ta đọc cái pick up này bằng nhau. Nhưng mà nếu như nó đứng trước cái bạn particle, tức là cái bạn mà đại từ Tân ngữ này mà đứng trước cái bạn particle này come before đó, thì chúng ta phải nhấn mạnh ở âm up. I like to pick up my car. Okay, what time will you pick it up? Đó, mình thấy cái sự khác biệt đúng không ạ? Mình nhấn mạnh vào cái chữ up nếu như cái đại từ Tân ngữ là đứng trước nó. Understand? Yes. Okay. Rồi, bây giờ repeat after me. I like to pick up my car. I'd like to pick up my car. Okay, what time can you pick it up? I'd like to pick up my car. Okay, what time can you pick it up? Hello. I'd like to pick up my car. Hello, can you hear me? Hello. Yes. Yeah, em đọc tới câu thứ hai rồi. Okay, what time can you pick it up? Okay. What time can you pick it up? Okay. Pick it up. They need to drop off the keys. They need to drop off the key. Great. When do they want to drop them off? Great. When do they want to drop them off? Drop them off. Drop them off. Yes, okay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ Bây giờ chúng ta sẽ làm bài này. Write the statement or the question, placing the direct object correctly. Okay. Yeah, number one to number five, please. Yes.
Wait. Okay. Taillights aren't working. I can't turn them on. They're expecting the car at 10. I will drop it off at 10. Yeah. It's too cold for air conditioning.
Which button turn is off? Yeah. Thanks for fixing the car. What time can I pick it up? Yeah. Fill it up, please. Okay, good. Đó là những cái separable phrasal verb, những cái cụm động từ có thể tách ra. Và trong khi mà chúng ta đã những cái cụm từ đó có thể tách ra rồi thì chúng ta phải tách thôi. Chúng ta không có để cái danh từ đằng sau. Chỉ có hai từ turn on và turn off thì khi mà speaking thì chúng ta có thể nói là turn on the air conditioning hoặc là turn off. Tuy nhiên thì những cái từ còn lại thì chúng ta phải để ở giữa. Okay, so now let's move to your conversation model. Okay, listen. Eat and listen to someone describing a car problem. I'm dropping off my car. Was everything okay? Well, actually, the windshield wipers aren't working. I'm sorry to hear that. Any other problems? No, that's it. Is the gas tank full? Yes, I just filled it up. Okay. Rồi, bây giờ, gas tank. Nó có một từ vựng mới. Ga tank là cái gì nhỉ? Người ta ghi là is the ga tank full? Nghĩa là cái bình ga bình xăng nó có đầy không? Tức là khi mà chúng ta mà thuê xe là chúng ta không có phải là thuê xăng đúng không? À, chúng ta thuê xe là mình đi bao nhiêu mình phải đổ lại cho người ta bấy nhiêu. Okay, so you will be able... I cannot hear. Sorry? I cannot hear clearly. Really? Let me out and get back again. Hello, can you hear me now? Yes, it's okay. Good. Yeah. So now, you will be A and I will be B, please. I'm dropping off my home. Was everything okay? Well, actually, the windshield wipers aren't working. I'm sorry to hear that. Any other problems? No, that is... Is the gas tank full? Yes, I just filled it up. Okay, rồi mình có nhớ cái công tắc, à nhầm, cái quy tắc nào khi mà chúng ta phát âm lên giọng xuống giọng nhỉ? Gas tank full? Any other problem? Yeah. Any other problem? Any other problem? Yeah. Was everything okay? Yeah, exactly. Right time. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử giao tiếp với một vài vấn đề xem thử ha. Okay. So, first, I'm dropping off my car. Was everything okay? Oh no, it's not actually, because the car's making a funny sound. Really? Yeah. So you say, I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Any other problems? Any other problems?
Furthermore, the any other problem? Yes, furthermore, the sunroof is not working. The sunroof is not working. Sunroof is not working. Oh. I'm sorry to hear that. Okay, maybe you can say like, you want to get a compensate money, tức là cái tiền bồi thường á, bởi vì nó quá quá nhiều vấn đề đúng không? So, what you? Sorry. Hình như cái mạng nó đang hơi bị lag á. Yes. Now it's good. Is good, right? Rồi bây giờ mình sẽ làm bài C này. À, đúng rồi, làm bài C này, please. Is it better? Yeah, it's better now. Rồi bây giờ mình sẽ làm bài C này đi ạ. Which page, please? Page 48. 48? Yeah. Now I see. Yes.
Yes. Cái việc mà pay attention là chú ý đúng không? Người ta bảo là ở đây người ta gọi là tôi đã không chú ý và tôi đã gặp tai nạn. Ừ, thì cũng được, tôi không đang chú ý và tôi gặp tai nạn thì cũng được. The other driver didn't stop at the side and she didn't wear seatbelt. Cái này chúng ta nên dùng quá khứ tiếp diễn, bởi vì sao? Có một người tài xế thì đang dừng tại cái biển báo dừng và cô ấy không đang đeo dây an toàn. Đấy, câu 2 thì chúng ta nên sửa lại là quá khứ tiếp diễn. Cả hai từ, hai vế. Yes. Mình phải dùng quá khứ tiếp diễn, mình phải thêm in sao nha. Câu mấy thì Number two. Yes. Number three. He was talking on the cell phone and his car was damaged. He was talking on cell phone. Anh ấy đang nói chuyện điện thoại and his car đã phá hủy cái cốp của tôi. Tức là đang nói chuyện và cái xe đã phá hủy cái lốp của tôi, chứ không phải là đang phá hủy. Không thể nào đang phá hủy được. Đang phá hủy chúng ta không thể nhìn nhìn nhận cái việc đó được. Who did drive when the accident were occurring? When did they stand when they were seeing the accident? Đúng không? So, câu một là Wasn't paying attention. wasn't paying us attention. Tức là đang không chú ý thì bị tai nạn cũng được. Ok, so now. Rồi bây giờ number part B. Part B. D B B. or
Cái part mà để stop the car ấy, cái pedal, cái brake pedal này thì nó đơn giản, nó là giảm tốc độ lại. Bởi vì cái gas pedal là cái tăng tốc độ lên, cái brake pedal là giảm tốc độ lại. Còn để dừng hẳn thì chúng ta có cái từ gọi là gì? Emergency brake. Right? Emergency brake. What? Yes, exactly. Next, a place where driver can find information. Yeah, dashboard. A part that people wear to avoid injury and accident. Cái để con người sử dụng để tránh những cái sự tai nạn nó. Brake handle. No. Cái seat belt chứ, cái dây an toàn chứ, họ đeo vào để họ tránh cái sự tai nạn. Yes. Next, a pass that prevent the car from moving when it's parked. À, cái này là cái để mà khi mà chúng ta dừng lại, chúng ta phải 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 sử dụng cái đấy để ca nó không có sự tự dự di chuyển. Thì cái đó người ta gọi là cái gear shift đó. Leadership. Đó là dưới dưới. Đó, cái number 7. Leadership. Wait, Đó mình kéo xuống unit 5 mất rồi. Đó. G. She right. Okay, So your ship là cái À đó là dùng như nào? cái ship này mình để là S F F T nhá, chứ không phải là L T, à L F độ F T. Cái gear shift đó là gọi là trong 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 tiếng Anh thì tức là trong cái Việt Nam mình là cái cần cần như thế đó. Em không biết là cái chức năng nó như thế nào, nhưng mà nhiều khi người ta đỗ xe là người ta phải gạt cái đấy để cái xe nó không có di chuyển. Shift thì người ta gọi là cái cần ly hợp cho xe, gọi là cần ly hợp cho xe. Cũng chưa học ô tô cho nên là cũng không biết nó là như thế nào. Yeah, it's okay. So the lesson will be end up here. Do you have any question? No, I don't. Yeah. Rồi thứ ba mình học vào lúc 7:10 được không ạ? À không. Thứ ba mình học 8 giờ được không Yes. ạ? Okay. Yeah, so see you on Tuesday. Goodbye. Have a nice Yes. weekend. So, we'll see you on Monday and Tuesday. Yeah. Tuần sau mình học 4 buổi Monday, Tuesday, Friday and Saturday. All right. Yeah, goodbye.
Bye. Yeah.